Đấu giá 50 lô đất ở thôn Tân Sơn Quỳnh Sơn tăng hơn 38 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Chiều ngày 24 tháng 10, công ty đấu giá hợp danh Đại Dương DHL phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Yên Dũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn. Theo đó, có 50 lô đất với tổng diện tích hơn 4.600 m2 tại khu dân cư này được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm hơn 51 tỷ đồng. Tham gia đấu giá có 264 khách hàng 225 phiếu đấu giá. Phiên đấu giá trực tiếp khách hàng trả giá một lần cho các lô đất có sự giám sát của cơ quan chức năng của huyện. Sau một phiên đấu giá công khai 100% lô đất đã được trả giá với tổng số tiền được trả 88 tỷ đồng tăng hơn 37 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Theo đó, giá lô đất là một diện tích 90 m2 với giá khởi điểm 15 triệu 1 m2 đã được đấu giá lên tới hơn 2 tỷ 300 triệu. Các lô làn một có vị trí không đẹp bằng cũng có giá lớn hơn 2 tỷ đồng. Trung bình một lô làn một chênh từ 700 triệu tới 1 tỷ một lô so với giá khởi điểm. Giá khởi điểm của các lô đất 90 m2 làn 2, làn 3 là 8 triệu đồng 1 m2. Sau đấu giá thì giá của các lô đất này cũng tăng từ 720 triệu giá khởi điểm lên tới hơn 1 tỷ 200 triệu một lô sau đấu giá. Được biết người dân ở đây có thu nhập khá cao khi rất nhiều gia đình đi lao động nước ngoài nhiều năm. Số lượng người xem đất hàng ngày đều tấp nập, lượng giao dịch sang tay cũng khá nhiều. Một số người sau khi đấu giá đã sang tay ngay với giá chênh lên tới hơn 100 triệu một lô. Giá đất làn 1 ở khu vực đấu giá lên tới hơn 2 tỷ, 2 tỷ 3. Tuy nhiên đi về phía khu dân cư phố Tân Sơn lại có một vài chủ nhà giao bán lô đất làn 1 với giá rẻ hơn tới vài trăm triệu. Quý vị và các bạn muốn mua những lô đất giá rẻ hơn vài trăm triệu so với khu đấu giá, hãy liên hệ ngay số 0962 262 365 hoặc nhắn tin số Zalo này để nhận thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.